Bây giờ mình paint thì nó tự động nó sẽ quẹo thôi. Đó. Nhưng mà đừng có làm quá đúng không? Thì bây giờ đó mình vào đây mình muốn copy này lên. Thì mình coi cái này giờ ngựa cái này cũng là trừ luôn hay không? Nó quẹo hơi quá. Thì nên mình muốn là ok thay vì maybe trừ 8 là được rồi. Maybe trừ 7 đi. Thì mình bấm đây nè. Thật ra mình không có muốn copy cái phần này. Mình muốn thẳng này mình phải bỏ void zero. Cái này là hơi méo rồi, mình phải làm cẩn thận chút. Thật ra cái này I try to speed up too much. Cái này là I try gần nó quẹo quá không được. Nên mình phải bỏ bớt. Rồi cái này mình làm thẳng cũng được. Zero trước. Tí nữa mình có thể cái này mình làm hơi dối ha. Cái nhưng mà mình có thể vô mình clone mấy cái này đi. Mà I just want to show you how to do một cái đường này. Thì bây giờ mình tới đây rồi á, bắt đầu quẹo nè. Quẹo ví dụ như trừ 5 cho nó ra, bắt đầu ra từ từ. Thì hơi mất công quý vị thấy không? Nhưng mà nó very doable. Cái này nếu mà mình muốn mình có thể đổi cái flow xuống một chút chẳng hạn để cho nó từ đây rồi nó qua bên kia nó hợp hơn. Oops. Rồi trong trường hợp này mình không có muốn nó quẹo nữa. Nó quẹo vậy là đủ rồi. Mình mà làm kỹ hơn một chút á thì mình có thể reconstitute thế này được. Làm sơ thôi. Thì đó tại sao thấy anh kia làm very good job. Ok, thì mình làm hơi dối thành nên nó không có đúng nhưng mà nhớ là mình có thể quẹo được. Ok. Lúc mà mình làm mấy cái đường thẳng nó rất là quan trọng, mình không có muốn làm cái đường thẳng mà nó cong. Tại một khi mà mình làm cái đường thẳng cong là người ta biết mình sửa rồi. Ví dụ như qua đây chẳng hạn. Đây này phần này nó hơi bị off một chút nè quý vị thấy không? Nhưng mà đó, cái này cũng là A plus luôn. Ok, and very good job. Ok, còn anh cuối cùng ha. Giờ anh này là anh thắng NG, anh thắng Nguyễn. À, quý vị một cái bài học mà clone này nọ thôi mà quý vị học rất là good. I'm so happy á. Thật ra mấy cái clone này mình phải thực tập nhiều. Để quý vị nhìn nổi cái mà remove mấy cái người mà mình không có thấy được luôn á. Remove mấy chiếc xe bên này không thấy được luôn á là very impressive. Mình rất là happy quý vị do such a good job. Như ngay đây nè. Thấy không? Thấy như anh thắng nè.
Cái này thì hơi méo một chút xíu ấy, nhưng mà do this is really good job rồi. Làm kỹ hơn một chút nữa là almost perfect. Nếu mà mình không có biết là cái tấm hình gốc như thế nào đó thì cái này very passable. Tức là mình nhìn mình sẽ không có biết là có sửa hay không. Đó là một cái thành công rất là lớn. Như cái chữ only này cũng vậy nè, anh reconstruct nó. Tại vì cái này nó bị cái xe che rồi đúng không? Hai xe này nó che ngay đây nè. Làm lại cái chữ only này nó bé là đó. Thành ra cái này là excellent job. Thành ra hiện hy vọng là mọi người á, thay vì chỉ có ba cái thí dụ này thôi á, hy vọng mọi người cứ thực tập thêm mấy này đi. Thật ra không cần phải dùng cái tấm này mà dùng bất cứ tấm nào. Mình nó càng tập á thì mình lại càng càng giỏi thôi. À, thêm một cái nữa đó nha, là thật ra Hiền sẽ không có show nhưng mà Hiền cũng nói như cái này nè, thật ra mình không có nhất thiết là mình phải là copy của những cái mà đã có rồi, mình có thể tự mình vẽ lên được. Mình có thể là sample cái paint, tức là cái color từ mấy cái chỗ khác, xong rồi mình paint nó lên. Mình paint nó bằng một cái opacity hoặc cái flow nhỏ thôi, mình build nó up thì quý vị nhìn á sẽ thấy nó rất là natural. Sau đó mình chỉ bỏ thêm một chút noise vô thôi, rồi mình dùng cái overlay đó, thay vì cái blending mode đó, thay vì mình dùng cái normal blending mode, mình dùng cái overlay đó, thì mình mix cái noise, tức là mình dùng Gaussian noise thôi, rồi mình overlay nó đó, thì mình sẽ give nó texture. Một khi mình làm xong rồi nó giống y như là cái hình thiệt thôi. Thay vì mình mà không có gì hết mình có thể vẽ được, chứ không không có nhất thiết là mình phải copy từ cái đó. Sau này quý vị sẽ thấy có nhiều cái trường hợp á, cái đồ che nó quá lớn đi, phía sau nó hoàn toàn không có một cái gì để cho mình copy hết. Ok, thành ra trong trường hợp đó mình sẽ vẽ xong rồi mình bỏ texture vô riêng. Ok, thành ra nhưng mà cái đó thì mất công hơn, tốn nhiều công hơn, nhưng mà không có thể là không làm được. Mình càng thực tập ra mình càng good. Thành ra đối với Hiền á là cái task này ba người này làm excellent job. I couldn't even do the job. I know you guys did really well. Cảm ơn rất là nhiều. Very good job. Ok, rồi bây giờ mình trở lại. Bây giờ hiện về Photoshop á là chỉ còn anh Triết á, anh Triết Bùi á, anh nộp vô tấm này. Nộp vô tấm này nó có cái rừng này. Ok, cái này là chụp ở trên Sequoia National Park thì phải. Ok. Thì cái tấm hình này đó anh Triết thì có một vài cái problem nha. Trước nhất cái là cái không biết cái ánh sáng này có tự nhiên hay không. Mà nếu mà nó có tự nhiên thì anh làm nó quá nhiều đi. Thành ra thấy những cái ray này nó tương đối nó quá mạnh. Sau khi mà mình nghe cái mà anh Nhiệm anh vừa mới trình bày cho mình á, thì có một cái mà Hiền get out of cái mà anh Nhiệm anh dạy tụi mình á, là mình phải nhẹ tay một chút, đừng có làm mạnh tay quá. Ok, những cái việc mà anh làm nó rất là nhẹ tay, thấy nó mờ nhạt, nhưng mà trong cái mờ nhạt đó, nó có cái rất là hay. Thì trong trong cái mà anh làm ở đây nè anh Triết, thì anh mạnh tay quá độ đi, thì cái này nó very artificial, nó quá sáng. Thành ra đó sau khi mà anh làm này rồi anh phải back up cái opacity khoảng chừng xuống khoảng chừng 30% thôi thì nó có thể acceptable. Ngay bây giờ hiện nhìn đó, là thấy completely wrong. Ok, thành ra cái này quá giả tạo, không có được. Đó là một cái. Thứ hai đó là mấy con nai này là obviously nó ghép, nó có hai cái wrong. Một á là
mấy con nai này tương đối quá lớn. Hai là cái ánh sáng nó không có đúng. Ok, tại vì ánh sáng này là từ phía bên phải qua bên trái, mà trong cái tấm hình ba con nai này là cái ánh sáng từ bên trái qua bên phải. Thành ra nó là cái này, nếu mà anh mà muốn thật thì anh phải flip ba con nai lại, tức là you flip vertical thì ba con nai này nó ngược lại á, thì lúc đó cái ánh sáng nó mới đúng. Đó là một. Ok, thành ra mình phải sửa cái đó. Cái mà thứ ba mà wrong á là cái perspective. Trước nhất á là anh chụp cái rừng á là đứng từ trên cao chụp xuống. Ok, đứng từ trên cao chụp xuống á thì cái horizon nó sẽ thấp. Ok, thành ra đó ở đây thì mình không có thấy được horizon đúng không, nhưng mà mình đoán cái horizon nó somewhere here. Nhưng mà mấy con nai này á là chụp ngang hoặc là chụp từ dưới lên một chút. Ok, mà khi mà mình chụp từ dưới mà lên á thì cái horizon nó nằm trên này nè. Cái horizon của mấy con nai á, nó hoàn toàn nó khác với cái horizon của cái tấm hình này. Thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Hiền á, Hiền nhìn mấy con nai này, Hiền thấy như mấy con nai nó đang bay. Đây là floating, nó không có thật được. Nếu mà mình nhìn kỹ vào cái này á, thì thật sự mấy con này nó không có đứng ở trên trên mấy cái mặt đất chút nào hết trơn á. Nhưng mà ngay cả mà anh mình làm cho nó đúng, nó đứng trên mặt đất thì nó cũng không có đúng, tại vì cái perspective nó sai. Cái perspective nó sai á, thành ra nó mình phải cẩn thận khi nào mà mình chọn hình mà để mà grab á. Ok, thì mình phải chọn là cái horizon nó phải giống giống như nhau, hoặc hoặc là hoặc là mình phải đặt cái tấm hình cho cái horizon nó make sense. Thì trong trường hợp này cái gradation này này, cái feathering nó cũng không có đúng. Thành ra cái tấm hình này rất là nhìn là biết ghép liền. Hiện thấy cái tấm hình này không có tốt nha. Mình phải tập thêm. Mà thêm một cái là thật ra không có trách anh được, tại vì cái này mình chưa có dạy về cái phần mà composite. Composite mình chưa có dạy perspective. Thì trong cái lớp thứ ba đó hiện sẽ có một cái lớp mà dạy về compositing, mà về perspective. Thành ra sau cái tấm hình đó đó, sau sau cái dạy đó đó, thì nó sẽ make more sense. Lúc đó là lúc mà mình ghép hình thì nó sẽ make more sense. Mình thấy đôi lúc người ta vẫn thấy là mình ghép, nhưng mà người ta sẽ nói cái không biết này nó ghép thiệt không hay là nó không ghép. Một một khi ví dụ như đưa cho master như anh sĩ chẳng hạn thì khó lòng mà giấu được lắm, nhưng mà đưa cho đa số mọi người thì người ta sẽ không có biết. Nhưng mà những cái tấm hình như vậy mình nhìn là mình biết liền. Ok, thành ra nhưng mà là good good try. That's actually you did not not bad of a job, nhưng mà cái perspective này không có đúng nhiều được. Tại vì mấy mấy cái cây này nó rất là lớn so với mấy cái con này. Ánh sáng sai, thấy không? Rồi mấy cái rays này quá mạnh, đại khái rồi đó, có rất là nhiều cái mà wrong với cái này. Thì thật ra anh Triết có muốn nói không? Đôi lúc của Hiền đoán sai trật lất hết cũng không chừng. Ok, nãy giờ Hiền nói nhiều rồi, có ai nghe gì không vậy? Cho Hiền xong feedback đi. Ok anh. Vẫn còn nghe hả? Dạ, Nghe ok. Tại đôi nha. lúc Hiền không có biết, đôi lúc nói hoài mà không ai nghe gì hết. Với là một cái điểm là cái hình cái con nai này nè, nó đứng lên cái cỏ khác với lại cái background của cái khu rừng này. Ồ dạ, đúng rồi. Thì giống như Hiền nói đó, cái con này giống như là nó không có đứng lên trên cỏ. Mà ngay cả nếu mà nó đứng lên á, thì tại vì cái perspective nó sai á, thành ra trông giống như nó đang bay, nó không có hợp với cái cảnh. Cái lúc mà mình ghép á, mình phải make sure là cái horizon nó đúng, cái perspective nó đúng. Là sau này mà Hiền nói về cái đó, Hiền sẽ show cho quý vị coi mấy cái gọi là mấy cái hộp vuông á, mấy cái hộp vuông á mà một khi mà mình gắn vô là sẽ thấy nó ron liền lập tức.
Tại vì nó cái perspective nó cái lúc mà mình chụp là ngang, mình chụp từ trên xuống, mình chụp từ dưới lên, rồi cái độ xa gần nó rất là quan trọng. Mình mà làm sai một chút là người ta thấy ồ wrong liền. Thì hình sẽ show quý vị có rất là nhiều cách để mà làm cho nó đúng với cái perspective hơn, thì mình sẽ trình bày cái đó sau. Mà cái đó rất là khó, cái đó Hiền làm cũng không có trình lắm, nhưng mà Hiền cũng biết đủ để mà show quý vị coi. Rồi sau đó quý vị thực tập thêm á, là you probably will be better than I can be. Ok, nhưng mà cái này thì không có được good lắm nha. Cái này là giống như anh chị nói can đảm nhiều hơn là nhưng mà rất là có can đảm, cái này làm cũng mất công lắm. Dạ, cảm ơn anh. Ok rồi. Còn lại là về phần Photoshop là hết rồi đó. Nhưng mà hiện có anh Hiệp Nguyễn nè, ảnh có ba tấm hình này, là thật ra là cái này là cái phần mà cho anh chị nói là better than Hiền, nhưng mà thôi Mình nhận nói tiền luôn đi đây. thầy, Hello anh. mà nói luôn đi, mình phê bình luôn đi, Dạ anh dạ phê bình ok luôn. rồi, Hiền sẽ cố gắng, thì anh Hiệp là gì sẽ giúp Hiền luôn nha. Ok, cảm ơn. Ok, ba tấm hình này là Hiền đoán là chụp ở trên New York City, ở cái khu tưởng niệm, cái World Trade Center đúng không ạ? Thì cái tấm hình này là nó có một cái building, nó có rất là nhiều cái khía cạnh rất là đẹp. Thì cái mấy mấy cái line này rất là beautiful. Cái này đối với Hiền not too bad, nhưng mà nó có cái kẹt là nó không có thể hiện được được những cái gì mà cái người tác giả muốn nói. Hiền nhìn Hiền thấy ồ cái pattern cũng rất là interesting, nhưng mà sau đó rồi á là nếu mà Hiền mà thượng ngoạn cái tấm hình này thì Hiền nói ok yeah, tấm hình này cũng interesting, rồi mình ngưng ở đó. Tức là mình nó cái impact nó không có mạnh lắm, tức là nó ok, tấm hình này cũng not bad nhưng mà cũng không có gì đặc sắc. Đó là cái reaction của Hiền, nhưng mà nó không có leading line, nó không có những cái thứ này cho mình chú ý. Nhưng mà mấy cái leading line này nó khai là dẫn mình tới một cái cạnh của cái building này ấy, thì thật ra không phải là cái điểm chính. Thành ra cái tấm hình này là ok nhưng mà không có mạnh. Ví dụ mình đi triển lãm á, người ta nhìn vô khoảng chừng mấy giây người ta bỏ, người ta đi thôi. Thành ra tấm này không có successful lắm theo cái ý của Hiền. Về cái technical rất là good, mấy cái ánh sáng đều đúng hết, mấy cái độ tương phản là ok hết, thì về technical không có bị problem. Nhưng mà nó không có mạnh, cái tấm hình này cũng không có làm được cái gì hết. Bù lại á, cái tấm hình này nè, tấm hình này đối với Hiền nó rất là excellent, nó much much better than cái tấm hình hồi nãy. Ok, nó có những cái very strong line. Thật ra cái hình này màu cũng được, nhưng mà cái đen trắng thật sự nó even more effective. Thành ra dùng cái đen trắng ở đây rất là good, không có gì chê được hết. Mấy cái này nó leading, nó tạo cái sự chú ý của mình. Mấy cái đường thẳng này á, nó giúp cho cái thể chính là cái building này, building nghi ngút, có những cái đường này nó dẫn tới. Thành ra mình nhìn cái này mình thấy much stronger, much more interesting. Anh đây Hiền thích tấm hình này. Thì không biết anh Hiệp Vũ với là mọi người khác nghĩ sao. I think Tôi this one đồng ý is really là phê bình của anh. Ok. Tôi cũng đồng ý với anh Hiền. Cái hình này nó mò cái hình trước đó, nếu mà ngồi ở dưới chụp lên để cho nó khỏi, anh để qua cái tấm hình hồi nãy đi. Nếu mà ngồi ở phía dưới mà mình chụp lên để mình che bớt một cái phần bên tay phải, màu xanh bên tay phải đó, cái bầu Dạ, trời bên đó này, bên nó tay trái. ở bên tay trái á, Ờ. trống quá đi. Dạ, đúng Thật rồi, ra đúng rồi.
rồi cái những cái đường này nó đưa mình ra khỏi tấm Đi hình, nó không có cắt cô cắt đọng. cái phần này đi nè. Mà cắt không được, chỉ cái ngồi xuống chụp lên thì nó mới che lại. Nhưng mà cái tấm Như hình thứ như nhì thì rất là powerful, rất là cái tấm hình thứ nhì nó rất là good. Thật ra nếu mà mình cắt cái phần bên này đi thì cái tấm này nó hơi strong hơn, nhưng mà cũng giống như Hiền nói đó, mấy cái leading line nó dần đi tới đâu, tới Nó một cái đi phần cứ đi của ra cái ngoài tấm hình building ấy, nó luôn. không có impact gì hết. Đó, cái problem là như vậy. Nhưng mà cái tấm hình này technically là nó rất là good, ánh sáng gì đều đúng hết, tương phản Hiền rất là thích. Thành ra cái tấm hình này cũng không có thuộc loại mà nó không có powerful bằng cái tấm này. Thành ra giữa hai tấm này đó, I choose this one. Cả cái này mà hình màu nó rất là good, nhưng mà Hiền nghĩ đen trắng nó đẹp hơn. Ok, rồi cái tấm hình này. Cái tấm hình này á, nó cũng là very interesting. Nhưng mà có một cái slight problem mà Hiền thấy á, là có ba cái tên người trong này mà không có cái tên nào mà hoàn vẹn hết. Thành ra Hiền nhìn vô đây đó, Hiền nói wow. Ok, thành ra Hiền nghĩ là tốt nhất á, là mình phải move nó qua, hoặc là mình lấy cái tên của người này nè, tức là mình move qua bên phải. Đối với Hiền á, move qua bên phải tốt hơn. Tức là giờ mình cắt ở đây nè, mà lúc mà mình chụp á, mình move qua bên phải. Nó có hai cái hiệu quả. Một á, là cái tên nó sẽ complete. Ok, tại vì khi mà mình chụp cái tấm hình này đó, là nó nói lên, ok, đây là tên những cái người mà đã bị mất trong cái tai nạn này. Ok, thành ra mình nên muốn biết the full name, tại vì cái này đó nó làm cho Hiền nói wow. Thì cái này tương đối cũng là full name, nhưng mà cái problem là Hiền cũng biết cái này là Brian hay là Ryan, đúng không? Thì Hiền nghĩ là tại vì nó bị cắt bớt nên Hiền nói cái này nó không có complete. Một là mình move qua bên trái, mình lấy either Ryan hoặc là Brian. Nhưng mà ngay ở đây nó bị đứt một phần, nó hơi uổng. Nếu mà mình move qua bên này đó, thì mình lấy luôn cái tên của người này nè. Mà move qua phía bên phải, nó có một cái hay là sẽ có lấy được thêm một số nước. Ngay bây giờ đó Hiền nhìn, Hiền không biết cái đó là cái gì hết. Ok. Cái lý do mà Hiền biết là cái nước nó chảy đó là tại vì Hiền đã tới đây rồi, thành ra Hiền mới biết. Nếu mà một người mà chưa bao giờ tới đây á thì họ sẽ không có biết cái phần mờ đó là cái gì hết trơn, tại vì cái đó nó không có đủ information để mà nó nói cho mình biết là cái gì vậy. Thành ra đối với Hiền đó là mình nên crop nó, là thí dụ như phần này nè. Nếu mà Hiền làm cái này đó, Hiền sẽ mua nó qua đây nè. Đương nhiên là mình không có info từ đây, là mình sẽ go beyond it. Ok, mình lấy full name của cái này, lấy thêm một phần nữa. Thì maybe it's more powerful, không biết. Nhưng mà có ai có cái ý kiến nào khác không? Ok, Ông anh nói vậy là đúng rồi. Cái này á, nó có ba cái layer của màu đen separation, nhưng mà tại ảnh chưa có đủ cái contrast để cho nó separation, thành ra cái nước nó không có giống như nó chảy xuống cái hồ, phải. Thành ra với lại nó nói đúng, cái khi mà tưởng niệm là mình phải có complete name của cái người đó, tức là một cái name hay hai cái name gì đó, nhưng mà phải complete. Thành ra nó thiếu một chút xíu, thiếu một chút xíu. Với lại cái nút Thì này đó, Hiền nút cũng cũng này sure là anh Hiệp anh sẽ có những cái tấm hình khác nữa, giờ nhưng giờ mà nút này thành là ra mình sẽ xài được. quá nắng cho cái bước cái hoa mà màu màu trắng nữa, Thật nút ra cái hoa là hoa đó màu nó vàng, nằm cũng là hay hoa chỗ màu vàng, không hoa màu phải vàng. do màu vàng, nhưng mà tại nó nắng quá thành ra nó thành màu trắng rồi anh. Không, nhưng mà nhưng mà cái ý tưởng này rất là hay. Mình tới đây là mình nổi da gà lên liền, thì miễn sao mà mình chụp được một cái tấm hình mà để cho mình nhìn vào mình cũng nổi da gà luôn, là mình thành công.
Tấm hình này là thật ra nó cũng rất là, mình cũng thấy cũng nổi da gà được, nhưng mà mình tại vì mình muốn nói là mình muốn improve được cái gì, thành ra mình muốn là improve hơn thôi, nhưng mà ngay cái tấm hình này là nó cũng là đủ sắc bén, nó cũng có nhiều cái khía cạnh để cho mình có thể cảm nhận được cái sự mất mát của những cái người mà đã khuất về về cái tai nạn này, về cái khủng bố này. Thành ra mấy tấm hình này rất là hay. Vậy thôi à, hôm nay đó, hôm nay là mình chỉ có được bao nhiêu tấm hình đó thôi. Hiền khuyến khích là mọi người nhé. Ồ, còn cái tấm hình này của anh Triết là tuần trước rồi, hình như là anh Sĩ đã nói rồi đúng không ạ? Nói tấm hình này chưa? Nhớ anh Hiền. Hình như rồi phải không? Dạ, không, cái này là cái này nếu mà không phải Photoshop thì để lần sau. Không phải Photoshop nha. Dạ. Ok, vậy. Cái như vậy là mình xong cái phần Photoshop rồi đó. À, xong xong phần Photoshop review rồi đó. À. Hôm nay bây giờ có anh Thành Lâm vô thì giờ là lần đầu tiên vô mà mình cái lớp của mình ngắn quá. Thường Ồ vậy hả? dạ, Bây thì giờ anh quý vị muốn không thì Hiền sẽ show cho quý vị cách generate depth of field. Muốn không thì Hiền làm khoảng chừng tốn khoảng chừng 15 phút hoặc 20 phút. Anh Hiền vô, anh Hiền làm đi. Ok ha, rồi. Thì Hiền sẽ làm cái phần đó thì Ok, thì đây là những tấm hình mà mình chụp cái thời năm ngoái và cái thời mà Happier Times, cái thời mà chưa có Covid đó, mình còn đi tung tăng mà mình làm thứ nhiều thứ được đúng không ạ? Nhưng mà tiếc cái là bây giờ cái này nó đã xong rồi. Ok, bây giờ Hiền chọn đại một tấm này, thật ra cũng Hiền muốn tìm một cái tấm nào mà phía background phía sau nó vẫn còn quá rõ. Đa số là Hiền chụp bằng 85 mm thì nó đã mờ rồi. Bây giờ mình lấy tấm này đi ha. Chắc mình sẽ tắt bớt mấy cái hình kia cho nó nhẹ xuống một chút. Ok, hôm nay Hiền show quý vị cái cách mà mình dùng mình làm cái background nó mờ, nó có rất là nhiều cách khác nhau. Cái cách mà most obvious đó, là mình chỉ là highlight cái picture đằng trước xong rồi mình làm mờ phía sau rồi mình gắn nó lại đúng không ạ? Cái đó đó cái problem là những cái edge nó sẽ bị mờ rất là unnatural. Dù người nào mà giỏi một chút có nhìn là biết biết là mình làm Photoshop liền. Thành ra cái cách của Hiền show quý vị ấy, nó sẽ hơi khác một chút. Là thì mình sẽ dùng một cái cách khác, nó gọi là depth map. Ok, tức là mình làm một cái map mà cái depth of field map, xong rồi mình dùng cái map đó để mà mình blur nó. Thì nó hơi advanced một chút nhưng mà thật ra cũng không có khó gì hết. Thì trong trường hợp này trước nhất là mình phải preserve, cũng giống như là cái technique mà bình thường là mình phải trước nhất mình phải preserve cái foreground trước đúng không? Foreground là hai chị này mình muốn là hai chị này đương nhiên là phải rõ rồi, mình muốn phía sau mờ hết nhưng mà mình muốn là ở một cái mà focal length đó, tức là một cái focal đó, một cái plane đó, dù mình nhìn ngang á mình sẽ thấy cái plane mà cắt cái mặt này nè thì phía dưới này nó cũng sẽ rõ đúng không? Nếu mình làm mờ hết thì nó sẽ giả tạo. Thành ra ok trước nhất á thì mình sẽ vào đây. Ok. Thì mình có thể dùng thật ra cái này nó hơi khó nhưng mà mình thử dùng cái object này thôi thôi thật ra cái object này chỉ có anh Hiệp là anh giỏi cái này, là Hiền không có giỏi. Hiện đây Hiền sẽ xài cái mà mình biết rõ hơn, cái biết rõ hơn nên cái của Hiền á chỉ là cái selection tool thôi.
Thì như rằng là tới buổi trưa ngay cả anh nhiệm anh cũng bị same problem là tới tới lúc này rồi cái thằng này nó cũng gần như đình công, nó không có chịu work very well. Rồi mình cũng hơi ráng chút, nó chậm rì. Giờ đáng lẽ hiện nên chọn một cái tấm hơi dễ hơn một chút, nhưng mà thôi cũng không sao, lỡ theo lao rồi phải theo luôn. Không, bây giờ anh cần vợ cái tấm này nó qua JPEG với lại 2.500 pixel thôi, thì mình làm cái nhỏ thôi thì nó lẹ hơn. Tại mình chỉ cái technique thôi chứ mình không có Đúng rồi. đấy, mình không có cần quan trọng là nó chính xác hay không chính xác lắm. Hơi chắc chắc cũng sắp xong nè, hơi chậm chút, nhưng mà nếu mà Hiền vô Hiền làm như vậy thì chắc nó cũng là, thật ra mình sẽ show technique thôi, thành ra cái mask mình không có cần phải perfect đúng không? Ok, đợi một chút nha. Cái thằng này bây giờ để Hiền tắt bớt mấy cái khác hay cho nó nhẹ cái tấm hình xuống một chút. Này nó froze luôn rồi. Sorry quý vị, để chắc chắc Hiền get out and come back. Có thể anh tắt bớt Lightroom hay là Rich? Đợi Hiền chút. Thằng này giờ nó froze rồi. Thằng này nó chuyên môn nó phá hoại mình không à. Thường là ok lắm mà. Tới lúc cần thì nó sẽ chậm cho tới chết luôn. Không, cái máy của anh Hiền giống như cái tôi vậy đó, tức là tới 1 giờ sau khi ăn lên xong là giờ Dạ hoàn đúng hảo. rồi, nó đình công lần nào cũng vậy trơn, mới tức chứ mà mình đâu đã làm cái gì đâu. Bây giờ nó vẫn còn làm quick selection chết người luôn. Mà Hiền đã xài cái JPEG rồi á. Ok, Hiền get rid thằng này luôn rồi. I'll come back from beginning ha. Ok. Anh Hiền làm vậy nè, anh Hiền coi right click trên cái bar để coi coi mình có get rid được cái program nào mà quá nặng đang lúc đó. Thì nghĩ là IQ everything rồi, nó không còn gì ngoài cái WebEx thôi. Cái WebEx nó đình công rồi. Ồ vậy hả? WebEx đình công luôn rồi hả? Ok, quý vị có thấy lại chưa? Thấy Nó trở thấy cái lại. Photoshop của Hiền chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Ok, bây giờ I can't believe anh Hiền right click cái bar đi, em thử một một thứ này thôi, nếu không được thì anh Hiền cứ quay lại đây right click cái gì vô. ha. Anh minimize Photoshop xuống giùm em. Ok. Rồi. Rồi. Ở ở cái bar ở dưới màn hình của anh á. Ok, ngay cái window media. Right click ngay đó. Right click. Rồi, task manager. Ok. Cũng không đến nỗi nào. Không có gì trơn à, thành ra Ok thôi. yeah. Ok.
mà cái máy nó đình công rồi khổ, nhưng mà thôi hy vọng nó cũng còn work. Coi em will try it again ha, nếu không thì lần sau mình sẽ show. Okay, trước nhất á là mình muốn bây giờ hình hy vọng là xài cái này nó better. Select subject. Much better job. Okay. Thôi bây giờ for the interest of time thì hình coi như là cái mask này okay rồi đúng không ạ? Okay. Yeah. Rồi. Thì trước nhất mình có một cái mask để protect hai cái đằng trước rồi. Thành ra bây giờ đó hình sẽ create một cái solid color mask. Ok, hiện sẽ chọn nó là màu đen. Ok. Thường á là hiện sẽ go into cái select and mask này nè để mình refine it, nhưng mà for the interest of time á, ví dụ mình đã có perfect mask rồi đúng không ạ? Thành ra đó cái thứ nhì hiện sẽ làm á là hiện sẽ vào hình chọn thêm một cái gọi là gradient. Ok, I'll show you why. Ok, cái gradient này somehow my default is kind of all wrong. I have to come on. Chọn cái này nào. Ok, hình muốn create một cái gradient map từ ở dưới đen ở trên trắng. Cái reason là cái khi mà mình create một cái depth map á, thì cái nào màu đen nó sẽ rõ, cái nào màu trắng nó sẽ không có rõ. Ok, that cái lý do tại sao á, cái phần dưới này nè nó represent là cái field, cái depth của nó là nó tương đương với cái mặt của người, thành ra that's why we want phía dưới nó đen, phía trên nó trắng, thành ra this is okay, good enough. Đúng không? Ok, thành ra hình bấm ok cái này. Thật ra nếu mà mình muốn kỹ thì mình làm phía trên sáng hơn một chút, phía dưới đen hơn một chút, nhưng mà we kind of short for time thành ra mình cũng không cần. Ok, sau khi mà hình làm như vậy rồi á, hình sẽ move thằng này xuống, kéo này xuống dưới này. Cái lý do mà hình kéo nó xuống như vậy á, tại vì á, mình muốn cái map của mình á, nó như thế này. Cái nào màu đen nó sẽ rõ, cái nào màu trắng nó sẽ mờ, đúng không? Thành ra đây sẽ là cái map của mình. Ok. Thì bây giờ thường nó tốt nhất là mình, thật ra you don't have to, nhưng mà thường là mình group nó lại. Bằng cách mình highlight hai cái mình group nó. Ví dụ group này mình nói là map chẳng hạn. Ok, xong rồi đó. Cái here's the trick, mình đã tạo nên một cái map này rồi, bây giờ mình muốn save nó. Mình vào channel này nè. Vì thấy không, tại vì sao nó cái này nó hiện ra? Tại vì bây giờ cái computer nó chỉ thấy cái Photoshop chỉ thấy cái depth map thôi, nó đâu có thấy cái background được đúng không? Cái lúc mình vô channel mình chỉ thấy cái depth map thôi. Bây giờ mình muốn tạo ra một cái channel. Thành ra mình sẽ ba channel này giống y như nhau, nên mình chỉ chọn đại một cái thôi, mình chỉ happen to use the blue, mình kéo vào đây mình create một cái copy mới. Ok, xong rồi cái copy này á, hình double click hình sẽ name nó, cái này là optional thôi, mình name nó là depth of field map chẳng hạn, you can name it whatever. Ok, xong rồi bây giờ mình có một cái map rồi. Bây giờ mình trở lại đây. Again, highlight thằng này, mình vào lại đây nè. Bây giờ đó hiện không hoàn toàn không có cần cái depth map ở đây nữa. Thành ra hiện sẽ unclick cái thằng này. And now I'm back to just this one. Đúng không?
Và nên nhớ nha, cái method này nó là destructive tại vì mình sử dụng cái nó gọi là lens blur. Cái lens blur này mình không có dùng cái smart object được. Có nhiều cái filter mình dùng smart object được, cái này mình không có dùng được. Thành ra đó, mình phải nhớ là mình phải make một cái copy bằng cách highlight cái background nó, do control J, đúng không? Thì mình make một cái copy, mình không có muốn làm trong cái background. Ok, xong rồi, một khi mình có cái này rồi đó, mình vào filter nè. Ok, mình vào blur. Ok, xong rồi mình vào lens blur. Ok, cái lens blur này á, quý vị thấy á, thường á, nếu mà quý vị mà không có cái mà alpha channel mà mình create á, thì nó sẽ không có select. Nếu mà nó thấy đó, như trong trường hợp này nè. Okay, trong trường hợp này nó thấy thì nó tự động nó sẽ call adopt thôi. Thường là nó sẽ nói là nên. Ok, thành ra mình có cái map này liền. Mình có cái map này liền thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì nó sẽ dùng cái map này để mà nó map cái này. Bây giờ này bỏ cái preview lên ra. Đó, nếu mà mình không có preview, this is the original picture, đúng không? Bây giờ mình bỏ cái blur này vào thì nó sẽ blur. Và quý vị thấy một cái hay á là dưới này nè. Ở dưới gần này nè, tại vì nó cùng một cái field focal length, dưới này nó không có bị blur. Nếu mà mình mà blur hết mọi thứ mà trừ cái này á, thì dưới này nó cũng bị blur luôn, nó sẽ không có real. Thứ nhất, hai nữa đó quý vị thấy, oops, sorry, what did I do? Cái này bây giờ nó chậm quá, I don't want to touch anything. Hiền muốn zoom nó lên, nhưng mà mỗi lần zoom lên nó muốn chết luôn. Nè, quý vị thấy mấy cái edge này nó perfect, nó không có bị blur bậy bạ. Tại vì mình dùng cái depth map, ok. Nó, cái này nó hay hơn cái chỗ là mình chỉ blur cái background xong rồi mình giữ cái đằng trước. Cái này nó blend perfect. Blend perfect đến cái độ đó, một khi mà mình có cái map này, you can actually control where do you want it to be clear. Ví dụ như mình bấm đây. Quý vị thấy nó có cái hình vuông không? Bấm đây nè. Take a while, tại cái này nó chậm. Đó, quý vị thấy chuyện gì xảy ra. Cái này đó, thật ra đó, you can shift cái depth of field. Tức là mình có thể thay đổi cái depth of field từ phía sau tới phía trước. Thành ra, now you can choose it. Ví dụ như mình có một cái tấm hình mà rõ hết á. Mình bỏ cái map này vào đó, mình có thể show mọi người là ok, nếu mà mình xài cái depth of field khác là cho nó như thế này, như thế này. Nên cái này nó rất là lợi hại. Thì mình bấm đây một cái, thì cái đằng trước nó sẽ rõ. Cái computer nó hơi chậm. Quý vị thấy không? Ok. Thành ra đó, cái lens blur này thì sao? Cái mà chính mà để cho nó blur là cái radius này nè. Nếu mà Hiền muốn mờ hơn, Hiền đẩy cái radius lên thì nó sẽ mờ hơn. Nhưng mà mình đừng có quá mạnh tay không. Trong trường hợp này Hiền mạnh tay maximum để cho quý vị thấy big difference hơn. Thành ra you see, bây giờ Hiền, thí dụ như Hiền thích cái này, Hiền bấm OK. Rồi quý vị thấy nè, cái difference nè. That's after, right? Before. After. Quý vị thấy cái depth of field này, nếu mà quý vị nhìn kỹ thấy nó sẽ much much better than cái depth of field mà ví dụ như mình làm một cái mask xong rồi mình blur cái phía sau này nó blur complete nát bét hết. Trong cái map này đó, nó blur rất là natural, nó look almost like a real depth of field. Không có perfect đâu, nhưng mà nó almost there.
Nhất là khi mà mình mà make cái map mà carefully, cái này nó hơi bị mờ ở đây một chút. Tại vì cái map của cái view của mình không có được perfect. Thấy không? That's another secret để mà mình làm depth of field. Có nhiều người mà không có lens tốt á thì đi chụp mấy cái ví dụ như cái lần vừa rồi đi chụp với những cái người đó hậm hực lắm, về nói trời hình của anh mờ tùm lum đẹp, nhưng mà hình của tôi tại vì lens của tôi f5.6 thấy nó không có được mờ. Nhưng mà mình có thể dùng Photoshop mình làm mờ được. Thật ra đây là một trong những cái technique thôi, có hai ba cái technique khác, sau này mình có thì giờ mình sẽ show quý vị thêm những cái technique khác. Mình có những cái technique có thể simulate f1.2 được, very thin depth of field vẫn làm được. I will show you later khi mà mình có nhiều thì giờ. Trong trường hợp này mình chỉ làm cái này rough and tough tumble thôi. Thành ra cái này thì I go a little fast, nhưng mà quý vị coi lại review lại thì có gì mà có câu hỏi nào thì hỏi hiền thôi ha. Thì with that thì mình sẽ end cái này ở đây. Có ai có câu hỏi nữa không ạ? Very good anh em. Dạ cảm ơn anh. Dạ cái này nó hay hơn là xài cái blur cái background. Tại vì khi mà mình blur cái background nó phía sau nó cái edge nó sẽ bị blur rất là unnatural. Mình không có thể nào good được cái này á, cái edge nó perfect. Thành ra mình nhìn vô mình nói wow, cái này mình đoán là ok you use Photoshop nhưng mà mình chưa có chắc, mình không có chắc lắm. Thành ra cái này nó hay hơn. Đây là một trong mấy cái trick mà Hiền học được không biết lúc nào nhưng mà nó rất là helpful. Nhưng mà mà mình vẫn đi ra mua cái f1.2 lens như thường. Thật ra làm hay không làm gì thì cũng là tùy thôi, nhưng mà lúc mà mình kẹt á mình có thể đổi được. Ok, vậy thôi ha. Thì mình xin cảm ơn mọi người. Hôm nay học cái lớp của anh Nhiệm quá hay đi. Mình học được rất là nhiều. Thật ra mấy cái đó là mấy cái rất là hay. Mình học được thì hy vọng là quý vị get really good enjoyment out of cái đó. Rồi mấy lần sau đó anh đi nữa, anh sẽ chỉ cái cách làm landscape đó, cái đó là I'm looking forward to that. Sau đó Thư sẽ dạy về cách làm portrait. Thành ra đâu quý vị, cái Photoshop session của tụi mình in trong cái lớp số 3 đó rất là hay. Trước đó thì anh Hiệp với chị Loan sẽ dạy cái cách làm HDR trước. Thì hôm nay anh Nhiệm anh cũng có show Dạ một phần thì rồi. ông tuần Ủa, sau ông có cái panorama, I'm sorry. Nhưng mà nó thể cũng là same. Ok. dạ. Nhưng mà tuần sau tôi cũng chỉ sơ về cái cách mà basic process của một cái landscaping Ồ vậy ha. Vậy thì quá cho good rồi. Thành Photoshop ra. đó, thì tại vì khi mà mình mở tấm hình lại thì mình process như thế nào, rồi rồi mình thì nó có một cái hình ảnh rồi, thì khi có cái hình ảnh rồi một cái basic nó có nhiều cái way để mà process lắm, nhưng mà một cái basic process để mà enhance thôi, không có nhiều, thì tuần sau tôi sẽ nói về cái đó. Dạ, thành ra đó quý vị, không có phải là mình quảng cáo nhưng mà mình đang quảng cáo. Cái lớp thứ ba này đó, mấy cái đề tài mà chính á, là rất là exciting. Mà ngay cả Photoshop nó cũng là rất là exciting. Nó có rất là nhiều thứ đáng học. Thành ra cái lớp thứ ba này là cái lớp không có thể bỏ được nha quý vị. Thành ra mình nên nên chú ý học nha. Ok, vậy thôi, Hiền sẽ shut up. Anh Hiền ơi, Cảm ơn anh có Hiền đây hai à. dạ anh Hiền cho Ôi nó hỏi thêm một cái nữa được không anh Hiền? dạ được chị. Anh Hiền nhớ không, cái lúc mà anh Nhiệm á, ảnh dạy đó, ảnh ghép cái hình panorama lại á, thì Dạ tại vì thì cái mặt trời, lúc mà anh chiếu mặt trời nó đang lên á anh, thì nó có dạ cái shadow á, không thấy anh bấm cái nút nào lẹ ghê á, mà anh xóa luôn cái vòng ở ngoài, cái viền ở ngoài đó anh Hiền. Anh Hiền nhớ không? Ồ, Hiền cái lúc đó Hiền cũng không có theo kịp thì chắc phải coi lại. Mà Hiền nghĩ là ảnh chỉ là đổi cái shadow thôi à. Cái phần shadow nó sẽ biến mất thôi, tại vì mình mà increase cái shadow lên thì cái phần nó biến mất.
Cái đó là hình đoán thôi, nhưng mà hình nhìn cũng không có kịp. Anh là thuộc loại master làm mấy cái đó rồi. Mà Nhưng nếu mà mà thường mirroring stinger là anh nhìn á, anh show một cái là mình không có cần xài Photoshop, mình đã lợi hại lắm rồi. thì chỉ camera thì raw. có có nhiều có nhiều cái secret sauce của anh rất là hay. Cái thời xưa mà hiền với là mọi người mà show cái phần mà xài xài về camera raw đó chưa có thấm gì hết trơn. Thành ra sang năm á, mình sẽ làm kỹ hơn một chút, sẽ lợi hại hơn một chút. Nếu mà quý vị nào mà muốn học lại á, cũng được nữa, sẽ không có bị bỏ công. Tức là học năm này rồi á, năm sau học lại vẫn sẽ học được thêm nhiều thứ mới. Chứ không có phải là sang năm học là giống y như năm năm nay đâu. Sang năm mình sẽ Với dạy lại tại khác. từ Photoshop nó mới upgrade cái camera raw, thành ra nó có Dạ nhiều đúng rồi. hơn cái function. Thành ra đó, cái camera raw này nó thật ra những cái technique của anh Nhiệm là rất là unique. Có nhiều cái thứ mà hiện chưa có bao giờ thấy ai xài hết, nhưng mà sau khi mà mình coi ảnh rồi á, mình sẽ học hỏi được thêm nhiều cái technique rất là hay. Ví dụ như anh dùng cái radial filter để mà control mấy cái này rất là hay. Thật ra cái đó là mình ngồi mình nghĩ mình nói ôi yeah, I know about it. Mà mình know about it nhưng mà mình không xài, kệ như là mình cũng không biết. Như là Hiền hay nói, mình biết nhưng mà mình không xài thì kệ như là mình không biết. Hôm nay mình thấy có người xài cái đó rất là lợi hại, mình nói wow, rất là good. Thành ra sau này mình sẽ apply. Cái Photoshop với là mấy cái Lightroom với là mấy cái kia nó lợi hại kinh khủng đúng không? Cũng giống như là lần trước mà anh Peter Phạm mà anh show dùng Lightroom để mà coi cái phần mà cái printer nó có show up hay không đó, cái đó là incredible. Ok. Không biết anh Nhiệm anh có xài không, nhưng mà như anh Nhiệm anh chỉ xài Photoshop để anh làm phần đó. Cái phần của anh Peter là anh xài Lightroom, anh xài cái phần đó. Mình mà học nhiều master như vậy là mình sẽ biết rất là nhiều. Thành ra những cái kinh nghiệm mà những cái người mà master họ chia sẻ mình phải ráng mình coi, rồi mình sẽ học được rất là nhiều, học được nhiều thầy á. Thời xưa mà phim trường cái tàu nó đâu có cho học nhiều thầy đâu, học nhiều thầy nó giết chết á. Nhưng mà thời mới này thì mình học nhiều thầy được, thành ra mình nên take advantage of it. Đừng có nên học một thầy nhé, học nhiều thầy nó rất là lợi hại. Vậy thôi à, thì thôi Hiền sẽ stop nha. Cảm Dạ ơn mọi cái người chào rất anh, là nhiều. xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn anh Hiền nhiều. Dạ, cảm ơn nhiều Cảm anh. ơn anh Hiền. Bye bye. Dạ, cảm Cảm ơn ơn anh mọi người Hiền. nha. Cảm ơn mấy anh chị. Dạ. Dạ cảm ơn. Hôm nay học được rất là nhiều. Ok, I'm very happy. Cảm ơn mọi người. bye. 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 Dạ, bye bye.